tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình bắt đầu áp dụng phun thuốc chặn đọt cửa cuối nha các bạn, tức là cái cửa hai trước kích khoảng 10 đến 14 ngày các bạn ơi. Thì mình đổ thuốc thì ngày 16 17 tháng Giêng các bạn. Thì hiện tại hôm nay 24 tháng 2 mình rồi các bạn. Thì tức là rồi mình đã đổ bắt lo được 37 38 ngày các bạn ơi. Bắt đầu áp dụng thuốc chặn đọt cửa hai nha, tức là cửa cuối trước kích 10 đến 14 ngày. Thì mình làm đoạn video này chủ yếu chia sẻ với các bạn để các bạn tiện theo dõi cái quá trình làm sòi, xử lý sòi của mình nha, và nó đúng với cái những gì mình đã nói các bạn, là nói đi đôi với thực hành nha các bạn. Bây giờ mình cho các bạn xem trước cái giai đoạn lá hiện tại để các bạn tiện theo dõi nha. Đây các bạn, đây là cái giai đoạn lá của mình sau đổ bắt lo được 37 38 ngày các bạn ơi. Đây là các loại lọc nha, lá rất là đẹp luôn các bạn. Lá quá là tuyệt vời các bạn ơi. Nó có 1-2 bông lai gai rồi các bạn. Thì mình cho các bạn xem sơ qua giai đoạn lá để các bạn tiện theo dõi nha. Đây là đài lon đây các bạn. Dàn lá rất là đẹp luôn các bạn ơi. Dàn lá này mình rất là tự tin nha các bạn. Lá rất là bóng luôn nha các bạn. Rồi mà cái dàn lá mà mình đã sau khi xử lý bắt lo này kia nọ các bạn, mà thấy dàn lá mình nó bóng mượt như thế này là tỷ lệ ra hoa rất là cao nha các bạn. Các bạn để ý xem coi cái là nói mình đúng hay sai nha. Đây là các quả lọc các bạn ơi. Đây các bạn thấy dàn lá đây. Lá rất là đẹp luôn. Rồi thì mình cho các bạn xem sơ qua giai đoạn lá sòi mình sau khi mình xử lý bắt lo gốc được 37 ngày nha các bạn. Và mình đã xử lý hai cử tạo mầm kết hợp với chặn đọt cử 1 nha. Thì bắt đầu hiện tại hôm nay thì mình áp dụng thuốc chặn đọt cử 2 các bạn, tức là cử cuối sau kích 10-14 ngày nha. Chủ yếu là cho các bạn xem tham khảo và các bạn biết được cái cách làm và cái cách xử lý của mình nha các bạn. Thì chứng tỏ cho các bạn thấy luôn là cái việc làm của mình lý thuyết nó đi đôi với thực hành các bạn, không chỉ nói suông nha.
mình nói như thế nào thì mình làm như thế nấy các bạn. Chứ còn cái việc mà áp dụng thuốc chặn đò cử 2 thì mình cũng đã nói và mình cũng đã áp dụng hồi năm rồi, năm 2021 rất là nhiều rồi các bạn ơi. Chủ yếu là cho những bạn mới xem lại để các bạn tiện theo dõi thôi. Giàn lá rất là tuyệt vời luôn các bạn. Rồi các bạn, thì nước mình cũng đã bơm sẵn rồi nha. Và mình cũng cho các bạn xem trước cái giai đoạn lá của mình, xoài của mình sau đổ bắt lo gốc được 37 ngày các bạn. Thì xoài mình cũng đã được phun hai cử tạo mầm kết hợp với một cử chặn đọt nha. Lúc 21 ngày sau đổ bắt lo các bạn. Thì hiện tại thì nó được 37 ngày thì mình tiếp tục sử dụng chặn đọt cử 2 trước khi kích từ 10 đến 14 ngày nha các bạn, như mình đã từng chia sẻ nha. Thì cái video này chủ yếu là cho các bạn xem để các bạn biết được cái quá trình làm xoài, xử lý xoài của mình, để chủ yếu là chia sẻ lên cho những các bạn mới, những bạn mà mới bắt đầu làm xoài á, để các bạn có thêm cái tài liệu, thêm kiến thức mà tham khảo các bạn. Thì vì lý do là cái việc mà chúng ta xử lý xoài sớm vụ của các bạn nó gặp cái thời tiết rất là khó khăn khắc nghiệt nha, nên đòi hỏi phải các quy trình xử lý nó phải logic các bạn thì nó mới đem lại cái hiệu quả cao được các bạn ơi. Thì cái cách làm của mình như thế nào á, thì mình chia sẻ như thế nấy cho các bạn tham khảo thôi. Còn việc của các bạn thì các bạn cứ tìm hiểu, còn áp dụng hay không á, thì cũng là chuyện của các bạn nha. Thì cái cửa hai chặn đọt này mình sử dụng là cái thằng chặn đọt do Thái F3 các bạn. Đây, vôi Thái Chem là hàng chính hãng nha các bạn. Là phân bón lá sinh học chứ không phải là chung vi lượng nha các cái bạn. Cái công dụng của cái thằng do Thái F3 chặn đọt cái thành phần chính là Etifoam các bạn, như mình thường mình đã nói nha. Cái công dụng của nó là nó ức chế đọt lá đây, giúp bộ lá mau già thành thục, giúp cây tạo ra nhiều mầm hoa, thúc đẩy cây ra hoa nhanh và tập trung các bạn. Thì nó không chỉ có cái việc mà nó ức chế đọt và nó chặn đọt không nha các bạn. Và mình kết hợp thêm cái vấn đề là MKB các bạn ơi. MKB siêu lăng và kali, 52 lăng 34 kali cộng TE tức là chung quy lượng các bạn. Thì cái liều lượng đối với MKB thì cái cử này mình tiếp tục sử dụng là 500g tức là nửa ký. Còn đối với cái thằng do Thái F3 nó là thì cái liều lượng của nó thì giai đoạn này thì mình sử dụng là 3 phi các bạn ơi. Chia ra mỗi phi thì nó dao động tầm khoảng 165cc nha. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng thực tế cho các bạn thấy để các bạn dễ hiểu nha, dễ nắm bắt nha các bạn. Thì trước tiên mình sẽ MKB ra. Thì MKB này thì nó cũng có căn tịnh sẵn nha, mỗi gói là 500g các bạn. Rất là thuận tiện nha, mình không cần phải căng tịnh, chỉ là một phi một gói là xong. Rồi tiếp theo là phi thứ hai. Thì chủ yếu làm video này cho các bạn tham khảo thôi, để các bạn dễ dàng nắm bắt nha. Thì cái cách làm và những cái dòng thuốc này á, thì năm vừa qua tức là năm 2021 các bạn, mình đã áp dụng và mình thấy nó hiệu quả rất là rõ rệt, rất là cao nha. Nên mình mạnh dạn nói lên, chia sẻ lên cho các bạn tìm hiểu mà có thể mà áp dụng cho nó đạt hiệu quả các bạn ơi. Trong cái thời tiết mà mình làm xoài sớm nha, thời tiết rất là khắc nghiệt các bạn, rất là khó khăn. 165cc, cống đó 100. Rồi gót lại đầy cống đó. Rồi phi thứ nhất, tiếp tục phi thứ hai. Rồi cống trắng đầy cống. Rồi các bạn, thì chỉ đơn giản cái giai đoạn chặn đọt cử 2 trước kích từ 10 đến 14 ngày như thế nha các bạn. Chỉ mình áp dụng chỉ hai dòng thuốc thôi. Dòng thuốc thứ nhất là do Thái F3, nó chuyên về cái thành phần chính của nó là Etifoam, chuyên về hỗ trợ chặn đọt, ém đọt nha. Và giúp lá mau thành thục và cái nó tạo ra nhiều mầm hoa và kích thích quá trình của hoa đồng loạt sau khi chúng ta lên thuốc kích các bạn.
Thì cái bằng chứng là năm 2021 mình đã áp dụng và thấy hiệu quả rất là cao nha, không chỉ riêng mình các bạn, và mình cũng có hỗ trợ rất là nhiều anh em á, thì anh em sử dụng cũng cho thấy cái hiệu quả khá là cao. Và cái thứ hai đó là cái thằng MKB các bạn ơi, siêu lăng kali kích tạo mầm siêu chân đọt đây các bạn. Thì cái thành phần đây thì lăng 52, kali 34 và các chung vi lượng các bạn, đặc biệt dùng để chiên hỗ trợ chân đọt thì mình kết hợp nha. Liều lượng thì 500 g MKB kết hợp với 165 cc do thái F3 chân đọt, thành phần chính là Etiphon. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu phun xịt thôi các bạn ơi. Lá rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi thì các bạn thấy cái video này hữu ích thì các bạn đừng tiếc like nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.